Hello tất cả các bạn, mình là Huyền Cơ, mình là sinh viên K47 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mình ở cấp 3 thì chọn ngành dạy nghề luôn là một nỗi trăn trở đối với mình, tại vì mặc dù là gia đình của mình cũng đã định hướng là mình sẽ học ngành này, nhưng mà mình cũng lo lắng không biết là mình có thật sự phù hợp với ngành nghề này hay không, và liệu là cái lượng kiến thức quá lớn của ngành luật thì nó có giúp cho mình có học được nó hay không và có vượt qua được nó hay không. Mình cũng không biết là mình có thật sự yêu thích ngành nghề này hay không nữa, cho nên là mình đã rất là trăn trở, âu lo. May thay là trường mình đã mời một chuyên gia để giúp cho các bạn học sinh lớp 12 góp phần định hướng ngành nghề của mình. Và mình nhớ là trong buổi chiều hôm đó, thầy đã đặt ra 4 câu hỏi để cho mình tự khám phá bản thân bên trong mình đó. Câu hỏi thứ nhất, mình là ai? Câu hỏi thứ hai, mình sinh ra để làm gì? Câu hỏi thứ ba là hạnh phúc mà bạn muốn có là gì? Và câu hỏi thứ tư là nếu mà có thật nhiều tiền thì bạn sẽ làm gì? Thật sự là việc trả lời những câu hỏi này rất là khó luôn các bạn, vì chưa chắc là mình 20 tuổi, 30 tuổi mình sẽ tìm ra được đam mê của mình đâu và trả lời được câu hỏi tôi là ai. Vì thế là mình cũng rất là lo lắng, trăn trở, nhưng mà trường mình lại có những bạn rất xuất sắc đã tìm ra được định hướng của bản thân mình ngay từ khi mới 17, 18 tuổi, và các bạn đã giơ tay lên, đứng lên phát biểu và trả lời những câu hỏi đó. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ các bạn. Và sau đó mình đã về tìm hiểu, đọc sách nè, rồi xem YouTube để xem là làm sao để định hướng được bản thân mình, làm sao để trả lời được câu hỏi tôi là ai trong thế giới này. Và mình cũng đã nhận ra một điều rằng là có những người 50, 60 tuổi thì họ mới tìm ra được định hướng của bản thân mình và tìm thấy được đam mê thật sự của mình. Vì thế là các bạn đừng quá lo lắng, vì bây giờ mình chưa tìm thấy được đam mê của mình, và chắc chắn là sau này bạn cũng sẽ tìm thấy nó thôi. Là miễn là bạn học một cái ngành nào đó và bạn cảm thấy là mình có thể học được nó và mình không ghét nó, vậy thì mình cũng có thể làm được cái điều đó. Và mỗi cái một cái ngành nghề thì nó có một cái thú vị riêng, một cái đặc trưng riêng mà chắc hẳn là bây giờ bạn chưa tìm thấy nó đâu, nhưng mà sau này khi mà bạn học thì bạn sẽ cảm thấy là nó thật sự thì thú vị hơn mình nghĩ. Giống như mình đi thì mình hồi lúc trước mình cũng lo lắng là học ngành luật sẽ rất là khó, khô khan, rồi học bài mở rất là nhiều, nhưng mà sau này mình học thì mình cảm thấy nó lại có những cái thú vị riêng mà mình thật sự mình yêu thích nó, và mình sẽ tập trung, mình sẽ học ngành luật thật là tốt. Khác với những bạn khác đã được gia đình định hướng từ trước và tìm ra được đam mê của bản thân mình, thì những bạn còn lại vẫn không biết là mình là ai, mình vẫn đang loay hoay trong cái quá trình tìm kiếm ngành nghề phù hợp với bản thân mình. Vì thế là sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách nó rất là basic thôi, nhưng mà có thể giúp cho các bạn phần nào hiểu được bản thân mình hơn. Đầu tiên thì các bạn có thể lên Google search những cái trang web để trắc nghiệm về tính cách đó, để các bạn có thể làm trắc nghiệm và nhận ra được nó sẽ giải đáp cho mình là ai, mình có thế mạnh gì, có điểm yếu gì và mình phù hợp với ngành nghề nào để mà các bạn có thể học. Thứ hai thì các bạn, nếu như mà các bạn chú trọng về vấn đề việc làm sau khi ra trường, thì các bạn có thể search những cái ngành nghề nào mà trong tương lai nó sẽ hot và các bạn học, miễn là những cái ngành đó nó không phải là một cái điểm yếu đối với bạn. Ví dụ như bạn rất mù mờ công nghệ thông tin nhưng mà bạn lại học công nghệ thông tin, hoặc là bạn rất ghét môn toán nhưng mà bạn lại học kế toán. Đó là một cái điều mà giống như là mình không thích học môn này nhưng mình học lại cái kia bởi vì cái kia nó sẽ có việc làm, thì không nên như các bạn, tại vì điều đó sẽ giúp cho mình cảm thấy rất là chán nản, rất là khó khăn trong quá trình trong cái việc học đại học của mình. Bởi vì các bạn có biết không, học đại học là một cái lượng kiến thức rất lớn so với cấp 3, và đòi hỏi chúng ta phải có một cái quá trình tập trung, tự học và tìm hiểu. Cho nên nếu như bạn không thích môn đó nhưng mà bạn lại học môn đó chỉ vì môn đó sau này sẽ có việc làm thì không nên. Hoặc là khi mà cha mẹ bạn định hướng cho bạn là học ngành đó nhưng mà bạn lại thấy sức mình không tới đó và mình cảm thấy rất khó khăn, mình không thích ngành nghề đó, đặc biệt không thích ngành nghề đó, thì các bạn nên dành một khoảng thời gian để ngồi nói chuyện với ba mẹ, để tránh trường hợp là phụ huynh kỳ vọng quá nhiều vào con cái của mình. Khi mà bạn có thể trình bày được rõ ràng, đặc biệt là nếu mà bạn có thể tìm thấy một cái ngành nghề nào khác phù hợp với bản thân mình hơn và đưa ra được những cái định hướng, những cái lộ trình, mục tiêu của bản thân mình sau này, thì sẽ giúp cho ba mẹ mình hiểu rõ mình hơn và sẽ đầu tư cho mình học cái lĩnh vực đó đúng với đam mê của mình.
Ngoài ra nếu như bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể tham khảo làm sinh trắc vân tay. Mình đã có một cái cơ hội để làm sinh trắc vân tay và tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những điểm mà mình cần khắc phục và đưa ra giải pháp. Đồng thời là nó cũng đưa ra những cái ngành nghề phù hợp với bản thân của mình, phù hợp với tính cách của mình để mình có thể sửa chữa nó, mình có thể hướng mục tiêu vào nó đúng với cái thế mạnh của mình hơn. Đây là một điều rất là hay luôn, nếu như mà bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể làm sinh trắc vân tay để hiểu rõ hơn về mình nhé. Đặc biệt có một câu hỏi mà mình rất là phân vân khi mà học cấp 3 luôn, là không biết là mình nên chọn ngành trước rồi chọn trường, hay là chọn trường trước rồi chọn ngành của trường đó. Và các bạn có biết không, cái việc mình chọn ngành trước hay chọn trường trước nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình bạn. Nếu như mà gia đình bạn khá giả thì mình có thể học những trường top, còn nếu như ngược lại thì bạn có thể học những trường có học phí rẻ hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế để giúp cho cha mẹ mình có thể bớt cái gánh nặng về học phí cho mình. Thật ra thì mỗi trường đều có thế mạnh riêng và không thể so sánh trường này với trường kia được. Thật ra theo mình nghĩ là nếu như bạn thật sự giỏi về nó và có kiến thức chuyên môn và có nhiều khả năng trong cái lĩnh vực đó thì bạn học bất kỳ ngành nghề nào sau này bạn ra trường cũng sẽ có việc làm thôi. Cho nên là nếu như bạn đã quyết tâm chọn một ngành nghề thì bạn hãy cố gắng làm thật tốt cái lĩnh vực mà bạn đã chọn để sau này mình có thể có được một công việc tốt hơn và có mức lương tốt hơn. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào nè, cảm thấy thoải mái hơn trong con đường chọn ngành chọn nghề của mình. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của mình nhé. Mình là Huyền Cơ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.